Và câu hỏi này thì tôi nghĩ là trong ngay lập tức trong một giây thì tôi không không thể nào trả lời chị được. Tôi sẽ cố gắng đưa ra một vài gợi ý, là sau đó thì còn thời gian hoặc là thậm chí sau sau các cái buổi giảng của tôi thì tôi vẫn có thể cố vấn cho anh chị được. Tức là bây giờ các anh chị muốn hướng tới đối tượng cụ thể là công nhân, đúng không ạ? Công nhân tại các khu công nghiệp, công nhân đi làm các nhà máy, lao động nặng, lao động chân tay, lao động phổ thông, đúng không ạ? Nha, có thể này, tôi có thể họ là cần muối, có thể họ sẽ cần muối bù khoáng, thì thông điệp sẽ là gì? Bù khoáng, bù muối. Nhưng họ có thể cần năng lượng, thì mình thông điệp sẽ là gì? Là uống một cái lon này, uống một cái lon này là mình bổ sung 500 calo. Đấy là nếu mà mình thấy rằng là họ cần năng lượng. Có hiểu ý tôi không ạ? Thực chất là cái thực chất là một cái sản phẩm nó có rất nhiều công dụng, nhưng chúng ta chọn một công dụng điểm mạnh để chúng ta lăng xê nó lên, chứ không phải là sản phẩm của tôi chỉ có công dụng đó. Anh chị hiểu ý tôi không ạ? Vâng, thế thì bây giờ chúng ta sẽ ngồi ta nghiên cứu, thậm chí ta phải đặt câu hỏi khảo sát, thậm chí ta phải phỏng vấn công nhân ở Bình Dương, phỏng vấn công nhân ở Đồng Nai, phỏng vấn chính công nhân trong nhà máy của mình. À, bây giờ công nhân đi làm thì họ cần cái gì? Họ muốn một cái đồ uống như thế nào? Ví dụ như họ cần tỉnh táo, họ cần năng lượng. Ví dụ đói nhá, 4 giờ chiều ăn cơm công nhân mà ăn cơm hộp của nhà máy nó thiếu dinh dưỡng ấy. Thế bây giờ người ta đói là mệt, rất là mệt. Mà trong nhà máy nóng như vậy, uống một cái lon này vào nó bổ sung calo rất cao. Đấy, và nó có sâm, nó có những cái loại bạch quả hay là thảo dược hay là cái gì đấy, rất nhiều cái tinh chất tốt, thì nó sẽ giúp là bổ sung năng lượng, bổ sung dinh dưỡng, bổ sung khoáng chất, rồi thì gì đấy. Thế thì chúng ta sẽ chọn một cái thông điệp. Hãy nhớ rằng trong hoạt động truyền thông ấy là chỉ chọn một thông điệp thôi. Còn nhá, nếu mà các chị mà truyền thông theo kiểu quả mít ấy, tức là cái quả mít ấy nó có rất nhiều gai, là cái gì chị cũng viết nó tốt, thì không có cái gai nào có thể gây tổn thương, gây sát thương và gây ra được những cái cú sốc, đúng không ạ? Các bạn đấy sờ vào quả mít, cái gai nào nó cũng giống nhau. Tôi hay gọi cái hiện tượng đấy gọi là truyền thông kiểu quả mít, tức là của em bổ sung dinh dưỡng, của em rất tốt, của em cũng nhiều năng lượng, của em hàng tiêu chuẩn. Thế tóm lại là bây giờ nếu mà là thầy thì thầy uống cái này vì cái gì? Ví dụ nha, bây giờ thầy là giáo viên, thầy nói rất nhiều, từ nãy giờ thấy thấy thầy uống nước nhiều quá này. Cái nước này của em thầy uống nó không bị khát, nó không bị rát họng. Ôi thôi, nếu có cái loại nước đấy thầy mua ngay, chất tại nhà cả thùng luôn, chất tại nhà, một tháng uống đủ bao 365 lon luôn, đúng không ạ? Chứ bây giờ bảo tốt cho sức khỏe không, thầy uống đông trùng hạ thảo rồi nha, thầy uống trà hoa vàng loại mười mấy triệu một cân rồi, thôi không nha, thầy uống đây đủ các loại này, này sinh tố nọ nước ép kia rồi không. Đấy, thế thì mỗi một sản phẩm nó nên thỏa mãn một nhu cầu của một nhóm khách hàng mục tiêu, ok rồi. Đấy, thì vẫn vẫn sẽ giữ một cái lời hứa với các chị rằng là trong một giây tích tắc mà chị hỏi là nên truyền thông cái gì, thì tôi thực sự là tôi không dám trả lời ngay, tôi sẽ đưa ra gợi ý, bởi vì như tôi đã nói là tôi không thuộc đối tượng là công nhân, tôi là dân, nói thật là tôi là dân lao động tri thức, tôi chưa phải làm nặng bao giờ, không phải bê vác. Tất nhiên cái làm nặng của tôi có thể làm từ 8 giờ sáng đến 12 giờ đêm, liên tục họp, liên tục chất xám liên tục, nhưng mà cái nhu cầu của tôi về đồ uống nó sẽ khác với nhu cầu của người lao động. Thế tôi mới có nói về cái chuyện là wake up, là đập tan lờ đờ bề ngoài, thông điệp của nó chỉ thôi, cứ nhai đi nhai lại. Red Bull là bổ sung năng lượng, đúng không ạ? Nó gọi là nước tăng lực mà. Cái từ khóa mà thằng Red Bull nó ăn được, từ nước tăng lực rất hay. Thế thì bây giờ mình phải dành thời gian ra, mình hỏi công nhân của mình nhờ người quen người thân mình hỏi khảo sát xem là vậy thì điều gì là quan trọng đối với một người công nhân khi uống cái nước này.
Ví dụ như Sting nó quảng cáo rất nhiều, nhưng mà xin thưa với các anh chị là chưa bao giờ nó lọt vào tai tôi, bởi vì là nó không phải là thứ đồ uống mà tôi quan tâm. Thế nên là mỗi một cái sản phẩm nó sẽ có một nhóm khách hàng. Hay Samurai đúng không ạ? Vậy thì cái tiếng Anh ấy nó là USB này, Unique Selling Point. Mình là cái gì thì chọn đúng cái đấy. Mình có cái gì khác so với đối thủ. Ví dụ như Sâm Hàn Quốc 6 năm tuổi, có khi một xin lỗi nói vui gọi là một cái test chị sản xuất ra độ 10.000 lít, chị cho một củ sâm cũng được. Nhưng mà chị vẫn quảng cáo là Sâm Hàn Quốc 6 tuổi. Có đúng không chị Hậu? Thầy ơi, sao? tiếp theo ý của sếp Hậu thì em muốn hỏi là đó là người ta gọi là giá trị cốt lõi của sản phẩm của mình để mình đưa lên mình truyền thông. Tuy nhiên rằng là mình đưa bằng cái phương thức nào thì cho nó phù hợp. Ví dụ như là bạn sử dụng đi, thì em biết là sản phẩm của em tốt, nhưng em không thể nào nói. Và ví dụ như em muốn hỏi là có phải là mình phải truyền thông trên tem nhãn hoặc là YouTube, kênh YouTube hoặc là các kênh khác. Bởi vì em thấy bản thân sản phẩm bên em đang gặp rắc rối ở cái cách truyền thông này để đưa được cái giá trị cốt lõi của sản phẩm của em đến người tiêu dùng họ hiểu. Thì em muốn làm rõ cái ý của sếp Hậu hỏi đó, thì mình phải làm sao cho nó phù hợp. Thực ra thì toàn bộ cái buổi 5 buổi học này thì thầy sẽ cố gắng chia sẻ những cái câu hỏi đó, tức là nó không trả lời một sớm một chiều được. Thứ nhất là ta phải sử dụng tận dụng tất cả các kênh. Đầu tiên là trên bao bì nhãn mác là ta phải in vào thành phần nó có cái gì, và cái gì của ta mà cảm thấy tốt chúng ta phải in to ra. Đó. Đúng không ạ? Chúng ta phải in to ra, ví dụ như là sâm củ chúng ta có cho vào chúng ta phải để đấy, hay là hạt sen, hay là cái một cái loại mà có khi là tại sao cái thằng nước Dr. Thanh ấy, cái từ khóa của nó là gì hả chị Hậu? Không lo bị nóng. Không phải, sai. Của nó là chín thảo mộc. À, chín loại thảo mộc. Chín loại thảo mộc không đây. Huế, đúng không? Nó cho nó toàn những cỏ với này hoa cứt lợn vào thì cũng chịu, không ai biết, chỉ biết là chín loại thảo mộc thôi. Và người tiêu dùng cũng chẳng hỏi là anh Thanh anh cho em hỏi là anh cho chín loại gì vào. Đúng không? Không, nhưng mà ý là trên nhãn người ta cũng có ghi đó thầy, trên thành phần đó người ta cũng có ghi những cái thành phần đó. Toàn là chất hóa học. À thì đúng. Cái đấy thì cái giống như nếu mà đọc thầy nói. Nếu mà những người mà có hiểu biết một chút như tôi không dám nhận mình là hiểu biết nhiều. Nhưng mà nói là những người có hiểu biết như tôi đọc thành phần xong không bao giờ dám ăn uống gì cả. Toàn chất điều vị mới chất làm ổn định mới chất chống đông với chất bảo quản đủ các loại chất. Đúng. Đó. Nên cái mà của mình thì lợi thế là mình sản xuất là mình dùng những cái loại thảo dược không thôi. Mình sản phẩm của mình hiện tại không có điều chất điều chỉnh hay là chất ổn định. Đó. Còn ví như hàng lon của mình là mình tận dụng được công nghệ tiệt trùng là mình không có dùng bảo quản luôn. Đó. Do cái công nghệ tiệt trùng nó sẽ sự ứng dụng được cái sản phẩm bảo quản trong thời gian lâu nhưng mà không phải dùng đến cái chất để can thiệp đó. Okay. Cũng là một cái lợi đó. Nó sẽ có nhiều hơn. Vâng, chị nói đi ạ. Đó. Nên là có những cái mà mình đang sử dụng những cái thành phần chất đó tác động để hỗ trợ cho con người, là vừa là chất bổ mà vừa là chất xơ. Em tại sao mình hướng tới công nhân, bởi vì em ví dụ như là công nhân người ta đi làm, người ta không có được ăn uống đầy đủ. Và đặc biệt đó là cơ địa của người Việt Nam á, cái việc mà bổ sung chất xơ nó quan trọng trong rau. Nhưng mà đi ăn cơm ở ngoài công ty hay là canteen á, thì cái rau gọi là canh đại dương không thôi. Nên nó, cái gọi là chất xơ nó thiếu cực kỳ nhiều. Và họ phải ngồi nhiều nên dẫn đến là tình trạng tiêu hóa gọi là giải độc của họ á, phải độc nó không được tốt. Chính vì vậy nên là cái nước sâm của mình nó ra đời để nó gọi là giải quyết được cái nỗi đau đó cho những cái người mà công nhân. Họ thay vì là phải có một chén canh ở nhà thì phải có rau, nhưng bây giờ họ sẽ chỉ dùng uống một chai sâm của mình thôi, thì họ vẫn có thể giải quyết được cái vấn đề về thải độc trong cơ thể của họ, bổ sung được cái chất xơ để đào thải cái độc tố trong người của họ ra ngoài.
đó là cái mà mình đưa ra, và cái sản phẩm của mình, cái chất lượng của mình nó làm được điều đó, chứ không phải chỉ là mình làm marketing hay là mình quảng cáo không thôi, không phải vậy, mà nó là cái sự thật luôn đó thầy. Bây giờ như này chị Hậu nhá, em hoàn toàn hiểu, bởi vì thực ra là em cũng đi tư vấn rất nhiều doanh nghiệp rồi, và em hoàn toàn hiểu rằng là cái tâm huyết của người chủ rồi cái công nghệ sản phẩm của chị rất là tốt, đấy là sự thật, đấy là sự thật. Thế nhưng mà khách hàng họ không có đủ thông tin đấy. Chúng ta phải hiểu với nhau là hầu hết những cái người mà làm ăn chân chính, làm tốt, làm tử tế, làm đầy đặn, làm tử tế, làm nghiêm túc thì có khi doanh nghiệp lại chết ngang. Tất nhiên mình chưa đến mức như thế, nhưng ý của em muốn nói là không phải cứ sản phẩm tốt, cứ sản phẩm thực sự là vì sức khỏe thì lại là bán được đâu, đúng không ạ? Bởi vì người tiêu dùng người ta không có đủ thông tin. Còn bất kể một sản phẩm nào, nếu như người bán và người mua có thể ngồi được với nhau, có thể tâm sự, có thể nhỏ to, có thể nói chuyện, thì em đều tin rằng họ đều bán được hàng. Thế thì chị nhìn thấy một cái vấn đề của công nhân như thế, chị bổ sung như thế. Thế thì bây giờ chị phải, như em nói là chị phải yêu cầu bộ phận marketing bây giờ đi theo hướng của thầy tư vấn là phải nghiên cứu lại xem trong tất cả những cái điểm mạnh của mình, nào thì không chất bảo quản, nào thì bổ sung sơ, nào thì bổ sung sâm, rồi bổ sung cái gì đấy, rất nhiều, liệt kê ra cho em, đúng không ạ? Thì ta sẽ chọn truyền thông thông điệp nào. Ví dụ không chất bảo quản, chỉ in to lên trên bao bì cho em, đấy là một lợi thế rất lớn. Và sau đó khi đọc bài, khi quảng cáo, chị truyền thông là bây giờ các chất bảo quản và các chất này chất kia là đều có nguy cơ gây ra những cái tiềm ẩn về bệnh lý lâu dài trong tương lai. Còn tất nhiên chị không dám nói là bệnh gì. Thế nhưng lại một câu hỏi nữa là bây giờ không chất bảo quản thì tốt cho sức khỏe rồi, không ai phủ nhận. Nhưng liệu rằng đối tượng công nhân có quan tâm điều đấy không? Đấy. Bây giờ ví dụ như là thầy chị mà bảo em là nước của chị không chất bảo quản đấy thầy ạ. Nước của chị công nghệ tiệt trùng rất là tốt. Mà sâm chị chơi toàn sâm 6 năm tuổi của Hàn Quốc. Chị nhập cả công và chị lọc lấy nước cho thầy uống. Thế này ok, mai chị ship cho em thùng. Đấy, chị tiếp xúc với cái đối tượng như thế, chị truyền thông những cái đấy, họ mới rất là quan tâm đến sức khỏe. Công nhân ngồi bắn thuốc lao rồi thì xe phải đặc rồi thì cái gì cũng chơi, thế thì truyền thông là không chất bảo quản, em nghĩ là khá vô nghĩa. Có thể phán đoán của em sai nhá, vì không phải phán đoán nào của em cũng đúng, nhưng mà đấy, các anh chị phải cân nhắc về điều đó. Có thể là ví dụ em nghĩ rằng một cái hướng mà như em phân tích sơ sơ ấy, nếu mà cho em đi vào các nhà máy em lướt vài hôm thì em sẽ biết được là họ cần gì. Em sẽ tiếp xúc với họ, em nói chuyện với họ. Thì em ví dụ em thấy có những công ty người ta làm không tử tế, thì cái bữa trưa của người lao động nó rất là èo uột, nó rất là ít món, ít chất. Thế thì thường họ ăn xong họ rất là đói. Thế thì họ đói tầm 4 giờ, họ lao động nó không hiệu suất, không hiệu quả. Thế thì uống một cái lon nước đấy bổ sung calo rất mạnh, có thể bổ sung khoảng 300 calo ngay lập tức. Thế là uống vào phát nó lại có năng lượng, nó làm trở lại. Nhưng mình lại không gọi nó là nước tăng lực, bởi vì mình gọi nó là nước tăng lực thì mình không bao giờ có cửa đối với Red Bull. Đúng không ạ? Đấy là em nghĩ một cái insight của em, nhưng chưa chắc cái insight là đúng, và chúng ta phải đi nghiên cứu một số những cái mong muốn, nhu cầu của công nhân. Đấy. Thế còn ngoài ra là uống nó phải cảm thấy đã khát. Đã khát thì làm nào để đã khát, đúng không ạ? Nó phải để lạnh, cái vị ngọt của nó không được quá ngọt. Rồi nó phải có nhiều CO để nó thoát CO2 ra, nó tạo cảm giác bay nhiệt, đúng không? Và đã hướng vào công nhân thì chọn cho em về phân phối nhé, quay lại về kênh phân phối.
thì chị phải chọn cho em những tỉnh có nhiều khu công nghiệp ở miền Nam, ở miền Bắc, ở miền Trung, cứ tỉnh nào nhiều khu công nghiệp. Chị đánh đầu tiên, chị phủ các nhà phân phối và chị cho sale đến, chào đến từng bà bán nước ngồi ở cổng, cổng khu công nghiệp, cổng từng nhà máy. Cái bà bán nước mà bán rong ấy nha, nói với các anh chị nghe là nhà tôi là Bắc Ninh, tôi là quê gốc Bắc Ninh, nhà vẫn đang ở Bắc Ninh, có nhà Hà Nội nhưng mà vẫn ở Bắc Ninh. À, là nhà tôi là trước mặt nhà tôi là khu công nghiệp, nên là tôi không có lạ gì khu công nghiệp cả. Nói xa xôi, dì ruột tôi là, dì ruột tôi là bán nước ở khu công nghiệp, nên là ở nhà hay trêu bà ấy, dì thì cũng lớn tuổi rồi, dì cũng không có việc làm, dì bán nước thì hay trêu dì gọi là bán nước hại dân. Là cái đối tượng đấy người ta bán cái sản phẩm của chị rất là tốt. Đấy, tại vì công nhân là họ chị phải có ở trong căng tin của họ, chị phải có ở trong những cái đội ngũ mà đi bán hàng rong, cái bà bán nước ở đầu cổng khu công nghiệp. Đấy, rồi các chợ nhỏ của những cái thôn xóm, đấy, vùng miền mà khu công nhân họ trọ đấy. Đấy, chị phải đi như thế thì chị chọn đúng, cộng với đúng cái thông điệp mà công nhân nó cần, đúng không ạ? Ví dụ như cần sảng khoái hay là cần năng lượng hay cần sức khỏe hay cần tình yêu gì cũng được. Đấy nha, ta sẽ tạm dừng cái vấn đề này ở đây, ta đi tiếp để làm gì. Bây giờ ta quay lại cái việc đấy là chị giao nhiệm vụ như thế, xong chị bắt đầu ngồi liệt kê ra, chị nghiên cứu xong xuôi, xong nghiên cứu nhu cầu của công nhân nó có 10 cái nhu cầu như sau, xong rồi sản phẩm của chị có 10 cái điểm mạnh như sau, sau đó chị mới thảo luận quy mô công ty. Đấy, là các anh chị đóng góp là tại sao lựa chọn thông điệp này. Đấy, hình ảnh truyền thông như thế này. Đấy,